Ê, có sóng chưa anh? Anh ơi, có sóng chưa? Chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao Văn Minh để theo dõi trận chung kết nội dung nữ trong khổ giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 16 năm 2022. Trận chung kết nữ diễn ra giữa Bộ Đội Thông tin gặp VTV Bình Điền Long An. Đây là các cô gái của VTV Bình Điền Long An, gồm có số 1 Trà My, số 2 Kim Thanh, số 3 Thanh Thúy, mặc áo đội trưởng, số 7 Mỹ Duyên, số 4 Kim Thoa, số 19 Khánh Vi, huấn luyện trưởng là bà Ngọc Hiền. Còn đây là các cô gái của Bộ Tư lệnh Thông tin, gồm có số 7 Nguyệt Anh, số 8 Việt Hương, số 12 Phạm Thị Hiền, số 17 Nguyễn Thị Phương, số 18 Hà Hoàng Thị Kiều Trinh và số 19 là Đoàn Thị Lâm Oanh. Huấn luyện trưởng là ông Phạm Minh Dũng. Trận chung kết này dự báo sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn, không chỉ bởi Bộ Tư lệnh Thông tin và VTV Bình Điền Long An đang là hai đội bóng nữ hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Với những gì mà hai đội thể hiện ở giải Cúp Hoa Lư năm nay cũng rất ấn tượng. Có một điều khá thú vị là đây là cuộc gặp gỡ giữa hai đội của bảng A. Tại vòng bảng thì các cô gái VTV Bình Điền Long An đã giành thắng lợi trước Bộ Tư lệnh Tin với tỷ số là 3-1. Chúng ta cùng chờ xem trong trận đấu này các cô gái VTV Bình Điền Long An có lập lại trận thắng như trong vòng bảng hay không. Và dứt điểm tốt của số 18, không phải Kiều Trinh, đã dứt điểm ra ngoài, 1-0 cho VTV Bình Điền Long An. Trong thành phần của các cô gái Bộ Đại Thông tin có mặt trên sân có rất nhiều các nữ tuyển thủ đã khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia tham dự SEA Games 31. Một đều rồi. Năm trên 6 vị trí mà các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin xuất phát trong trận chung kết này có mặt trong thành phần đội tuyển nữ bóng chuyền quốc gia, chỉ trừ có số 12 Phạm Thị Hiền mà thôi. Đây cũng đều được dễ hiểu bởi vì các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin liên tục trong các năm qua đều đã giành chức vô địch quốc gia, và họ đang là một trong những nơi đào tạo bóng chuyền nữ số 1 Việt Nam hiện nay. 2-1 cho VTV Bình Điền Long An. Thanh Thúy, đội trưởng của VTV Bình Điền Long An, chị cũng là đội trưởng của đội bóng chuyền nữ Việt Nam. 3-1 rồi. Và chớp cơ hội rất nhanh của số 2 Kim Thanh. Thanh Thúy là sự khác biệt giữa VTV Bình Điền Long An và các đội bóng chuyền còn lại. Bóng đã chạm hàng chắn của VTV Bình Điền Long An ra ngoài. Và dứt điểm của số 17 bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin. Ba đều rồi. Và dứt điểm của Trà My.
chủ công của VTV Bình Điền Long An. Bàn huấn luyện của VTV Bình Điền Long An đang cố gắng tạo điều kiện cho Trà My trưởng thành. Chị là tài năng trẻ của đội bóng này. Khi mà Trà My chơi ở vị trí chủ công thì chủ công trước đó của đội bóng đó là Kim Thanh được trả lại với vị trí là phụ công. Bốn mà cho VTV Bình Điền Long An. Pha phối hợp tấn công tốt. Cây chuyền hai Lâm Oanh của đội tuyển quốc gia vừa có một pha phối hợp tốt với đồng đội. Cây chuyền hai của VTV Bình Điền Long An đó là Kim Thoa. Trong danh sách ban đầu tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 31 thì Kim Thoa cũng có mặt trong đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên ở phút chót khi mà rút danh sách 14 vận động viên tham dự SEA Games 31 thì Kim Thoa đã bị loại. Khoảng cách chênh lệch chỉ là 4 điểm nhưng về VTV Bình Điền Long An. Đây là Trà My, chủ công của VTV Bình Điền Long An. Năm đều rồi. Và phát bóng ra ngoài của Trà My. Khả năng phòng ngự của các thủ Bộ Tư lệnh Thông tin đang rất tốt. Nhưng cuối cùng thì họ cũng đã phải thất bại trước pha bỏ nhỏ tốt của các cô gái VTV Bình Điền Long An. Pha bỏ nhỏ của Khánh Vy. 6 năm. Trong trận bán kết diễn ra vào chiều tối ngày hôm qua thì các cô gái VTV Bình Điền Long An cũng không phải, các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin cũng đã tổ chức phòng ngự rất tốt trước cái pha dứt điểm của Bích Tuyền bên phía Bình Bình Jovico. Bóng đã ra ngoài rồi. Thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An, 7 năm. Pha đập vào của số 18 Kiều Trinh. Bóng đi ra ngoài. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-7. Là Trần Thị Thanh Thúy ở vị trí số 4. Tỷ số là 8-6. Với chiều cao 1m93 thì Thanh Thúy đang có chiều cao thực sự nổi trội so với các vận động viên đã có mặt trên sân. Và pha bóng hỏng của Kim Thanh. Các cô gái Bình Điền Long An đang mắc khá nhiều lỗi phát bóng hỏng. Đây đã là trận chung kết rồi, cần phải hạn chế tối đa những pha bóng hỏng. Đây là Lâm Oanh, cây chuyền hai của Bộ Tư lệnh Thông tin. Một pha dứt điểm tốt ở vị trí
số 3 của các cô gái Bình Điền Long An. Vừa có thêm một điểm nữa cho các cô gái VTV Bình Điền Long An. Lại một pha giả bò hỏng nữa của các cô gái Long An. Hết Kim Thành, lần này đến Kim Thoa. Nguyễn Anh số 7 sẽ giao bóng cho các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. Chín mười. Điểm của số 1 Trà My. 11-9 nghiêng về VTV Bình Điền Long An. Hàng chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin đã hoàn toàn bị bất ngờ trong pha phối hợp tấn công vừa rồi. Thanh Thúy. Pha phá bóng ăn điểm trực tiếp của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. 12-9 rồi. Vẫn tiếp tục là Trần Thị Thanh Thúy. Hai pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Trần Thị Thanh Thúy. 13-9 rồi. Đang thể hiện tốt vai trò đội trưởng của mình. Chị đang lấy lại sự tự tin cho đồng đội. Trong những phút vừa qua thì một số vị trí của VTV Bình Điền Long An có vẻ như bị tâm lý hơi căng thẳng. Chính vậy mà họ liên tục có những pha phát bóng hỏng. Trong khi đó thì với những pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Thanh Thúy cũng phần nào làm giảm đi sự hưng phấn của các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. Vẫn sẽ là Trần Thị Thanh Thúy. Chẳng 18 trái này Vy, Vy. Và thời điểm tốt ở vị trí số 2. Người 13. Và thời điểm của số 12 bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin. Và bố trí phòng thủ không tốt của các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. 14-10. Bóng đã chạm hàng chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin ra ngoài. 15-10 rồi. Pha đánh lao của Thanh Thúy.
Thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An, 16-10. Tiếp tục là Trần Thị Thanh Thúy, một pha đánh lao tuyệt vời. 17-10. Thanh Thúy đang thể hiện mình là một vận động viên rất toàn diện. Chị đang tạo ra sự khác biệt của trận đấu này. Hai pha dứt điểm liên tiếp của số 18 bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin và dứt điểm của Kiều Trinh. Cơ hội cho VTV Bình Điền Long An. Làm gì đây? Vẫn là cơ hội cho các cô gái Long An. Và chặn bóng tốt. 18-11 rồi. Các cô gái VTV Bình Điền Long An đang tạo khoảng cách là 7 điểm trước Bộ Tư lệnh Tim. Lại một pha đánh lao tốt nữa của Trần Thị Thanh Thúy. 19-11 rồi. Bên Phạm Minh Dũng đã xin ngừng ngỏ ý trong hiệp 1. Họ đang để cho các cô gái VTV Bình Điền Long An chơi lấn lướt. Trong tay huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đang có một số quân bài nữa. Đây mới là thời điểm đầu của trận đấu. Có lẽ là trong ít phút nữa hoặc là trong hiệp 2, ông sẽ tung Bùi Thị Nga vào sân. Pha điểm tốt ở vị trí số 3. Là Việt Hương. Lào không tốt của Nguyễn Thị Phương. 20-12. Hai bên vừa có một loạt sự thay đổi người.
pha bắt bước một không tốt. 21-12 rồi. Và phát bóng ra ngoài. Tỷ số được rút ngắn xuống 13-21. Pha bỏ nhỏ không thành công của Thanh Thúy. Điểm tốt của phụ công Kim Thanh. 22-14. Số được rút ngắn xuống 15-22. Bóng đã chạm hàng chắn của VTV Bình Điền Long An ra ngoài. Một pha dứt điểm không thể cản phá của Thanh Thúy. 23-15. VTV Bình Điền Long An xin thay người số 9 ra sân, số 1 vào sân. Cơ hội cho Bình Điền Long An. Và cái điểm tốt của Trà My. 24-15 rồi. Điểm set point cho các cô gái đến từ miền Đông Nam Bộ. Vậy là 25-15. Các cô gái VTV Bình Điền Long An đã giành thắng lợi trước Bộ Tư lệnh Twin trong hiệp 1 với tỷ số là 25-15.
Cả hai sẽ bước vào hiệp đấu thứ hai. Trong hiệp 1 thì các cô gái VTV Bình Điền Đông An đã chơi lấn lướt. Chắc chắn là trong hiệp 2 này các cô gái bộ đội Nhật Tin sẽ phải thay đổi lối chơi. Họ sẽ phải quyết tâm hơn. Như vậy là Bùi Thị Nga, số 16 đã được huấn luyện viên Phạm Minh Dũng tung vào sân. Bùi Thị Nga với chiều cao 1m83 thì có khả năng chắn bóng tốt. Bùi Thị Nga mới trở lại sau chấn thương và chắn bóng tốt. Quảng Trấn VTV Bình Điền Long An 2-0 rồi. Diễn biến của trận đấu đang diễn ra rất nhanh. Pha bật rất cao của Kiều Trinh, tuy nhiên hàng chắn của VTV Bình Điền Long An đã chơi rất cảnh giác. Tỷ số là 2-2 rồi. Đây là Nguyệt Anh, phụ công của Bộ Tư lệnh Thông tin. Và điểm của Trà My, 3-2 cho các cô gái Bình Điền Long An. Điểm của Trà My ở vị trí số 4. Trong hiệp 1 thì Trà My cũng đã chơi tốt. Từ pha giao bóng tốt của Thanh Thúy đã tạo cơ hội cho đối đội. Và điểm của Kim Thanh, 4-2 cho VTV Bình Điền Long An. Ngoài đội trưởng Thanh Thúy thì trong hiệp 1 chơi đổi bật bên phía VTV Bình Điền Long An còn phải kể tới Kim Thanh và Trà My. Những pha phạt bóng rất mạnh của Thanh Thúy. Thêm điểm nữa cho các cô gái VTV Bình Điền Long An, 5-2 rồi. Số 19 của VTV Bình Điền Long An đó là Khánh Vy. Bóng đi ra ngoài và dứt điểm của Kiều Trinh. Cũng giống như hiệp 1 thì Thanh Thúy đang là sự khác biệt trong trận đấu này. Lần này thay vì dứt điểm là những pha giao bóng mạnh như búa bổ của Thanh Thúy. Tiếp tục sẽ là Trần Thị Thanh Thúy.
Lần này phần thắng đã thuộc về các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. 3-6. Đây là Bùi Thị Nga. Chị vừa mới trở lại sau chấn thương. Thêm một điểm nữa cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Phát điểm tốt của Nguyễn Thị Phương ở vị trí số 4. Năm sáu rồi. So với VTV Bình Long An thì rõ ràng trong đội hình của Bộ Tư lệnh Thông tin có các chủ công thi đấu tốt hơn. Họ đang chơi rất đều tay. Mỗi khi đồng đội cần thì Thanh Thúy lên tiếng. Một pha đánh lao tốt mang tính giải tỏa của chị. Không những ghi điểm cho đội nhà mà Thanh Thúy còn trận đà hưng phấn của Bộ Tư lệnh Thông tin. Và dứt điểm rất kỹ thuật của Nguyễn Thị Phương. 6-7 rồi. Điểm tốt đổi điểm cho Bình Dương Long An. 8-6. Một pha bắt bước bột không tốt. 9-6 rồi. Và bắt bước một hỏng liên tiếp của cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. 16 rồi. Huấn luyện viên Minh Dũng đã quyết định xin ngừng ngụ ý. Lúc này thì các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin đã để cho Bình Định Long An vượt lên dẫn trước với khoảng cách là 4 điểm. Mặc dù khoảng cách chưa phải là quá lớn, tuy nhiên hội ý cũng là cách để giảm đà hưng phấn của các cô gái VTV Bình Định Long An. Đã có điểm cho Bộ Tư lệnh Thông tin. 70. Và điểm hỏng ăn của Khánh Vy. Tám mười rồi. Và
pha dứt điểm ra ngoài của Kim Thanh. Lần này thì Khánh Vy đã dứt điểm tốt, 11-8. Hàng chắn của Bộ Đội Thông tin đã không bám chắn quyết liệt trong pha dứt điểm vừa rồi của Khánh Vy. Trọng tài đã bắt lỗi chạm lưới của hàng chắn VTV Bình Định Long An, 91. Vẫn là Kim Thanh. Lần này thì pha dứt điểm của chị đã thành công. Tốt của Thanh Thúy ở vị trí số 4, 13-9. Với khả năng bật cao thì pha dứt điểm vừa rồi của Thanh Thúy đã vượt qua hàng chắn của các cô gái Bộ Đội Thông tin. Chắn bóng tốt, 14-9 rồi. Dứt điểm cũng tốt mà chắn cũng tốt. Những gì mà các cô gái Bình Định Long An đang thể hiện đã cho thấy họ là một đội bóng đang chơi rất gắn kết và hiệu quả. Một pha chắn bóng tốt nữa. Pha dứt điểm của Nguyệt Anh. Lần này thì Nguyệt Anh đã thành công. 10-15. Như vậy là chuyền hai Lâm Oanh đã được huấn luyện viên Minh Dũng tạm thời cho ra nghỉ. Lần này thì hàng chắn của các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin đã chơi tốt, 11-15. Thay cho Lâm Oanh ở vị trí hai đó là số 2 Đào Thị Huyền. Huấn luyện viên Minh Dũng muốn có sự khác lạ trong tổ chức lối chơi. Liên tục là những pha dứt điểm của Thanh Thúy. 16-11 rồi. Thanh Thúy đang di chuyển lên hàng trên.
điểm rất kỹ thuật của số 7 Nguyệt Anh. Ngay lập tức thì Thanh Thúy đã có câu trả lời. Phá điểm tốt của Thanh Thúy ở vị trí số 2. Giờ thì Thanh Thúy đã ra bóng rồi. Tốt của số 18 Kiều Trinh. 18-12 rồi. Phá dứt điểm trong tư thế với của Kiều Trinh. Điểm tốt của Khánh Vy. 19-12. Huấn luyện viên Phạm Minh Dũng đã quyết định xin dừng hội ý. Những quân bài tốt nhất của mình đã được ông Phạm Minh Dũng tung vào sân rồi. Tuy nhiên tình hình vẫn chưa được cải thiện. Lúc này họ vẫn đang để cho Bộ Tư lệnh, họ vẫn đang để cho VTV Bình Điền Long An tạo khoảng cách là 7 điểm. Các cô gái Bộ Tư lệnh vẫn chưa tìm ra giải pháp khắc chế được sức mạnh của các cô gái Bình Điền Long An. Tiếp tục sẽ là Thanh Thúy. Và phạt bóng ăn điểm trực tiếp của Thanh Thúy. 20 rồi. Và phạt bóng của Thanh Thúy đang là ác mộng đối với việc bắt bước 1 của các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. Cực kỳ vất vả trong những pha bắt bước 1 từ những quả giao bóng rất mạnh của Thanh Thúy. Ở này thì bóng đã đi ra ngoài rồi. Không sao cả. Chị vừa mang lại một series điểm cho các cô gái Bình Điền Long An. Bộ Tư lệnh Thông tin xin thay người số 7 ra sân số 9 vào sân. Nguyệt Anh đã được rút ra nghỉ. Hai mốt 13 rồi. Cậu gái Bộ Tư lệnh Thông tin vừa ghi một điểm thì lập tức cậu gái VTV Bình Điền Long An đã có trả lời. Như vậy là Ngọc Hoa đã được bán huấn luyện của VTV Bình Điền tung vào sân. Đây là Ngọc Hoa. Ngọc Hoa năm nay đã lớn tuổi, tuy nhiên những kinh nghiệm của chị vẫn rất đáng quý cho lứa đàn em. Và vừa rồi là một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Ngọc Hoa. Ngọc Hoa trong thời kỳ đỉnh cao phong độ của chị là chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam. Như vậy là Thanh Thúy đã tạm thời được cho ra nghỉ. Với cách biệt lớn như thế này thì trong hiệp thứ 2 này, ban luyện của Bình Điền Đoàn muốn giữ sức cho Thanh Thúy. Quá điểm tốt của Khánh Vy. 23-13.
đã có điểm cho các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. 14-23. Cách biệt vẫn đang là 9 điểm. Sẽ vô cùng khó cho các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin trong việc lật ngược tình thế trong hiệp đấu thứ hai này. Phạt bóng hỏng, 24-14 rồi. Pha bỏ nhỏ tốt của số 8 Việt Hương. 15-24. Điểm set point cho các cô gái Bình Điền Đông An. Đây thì hàng chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin đã chơi tốt. 16-24. Như vậy là 25-16 rồi. Một pha bỏ nhỏ tốt của Khánh Vy. Sau hai hiệp đấu, các cô gái VTB Bình Điền Đông An đang dẫn 2-0 trước Bộ Tư lệnh Thông tin. Trong hiệp thi đấu thứ ba này, các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin phải nỗ lực hơn rất nhiều. Họ đã để thua các cô gái VTV Bình Điền Đông An trong hai hiệp đấu đầu tiên.
Pha dứt điểm tốt của số 18 Kiều Trinh. Một pha gạt bóng vào phía cuối sân. Chính xác hơn thì Kiều Trinh đã đẩy bóng vào cuối sân. Một khoảng trống của các cô gái Bình Điền Long An. Pha dứt điểm của số 1 Trà My. Trà My đang thể hiện phong độ rất ổn định kể từ đầu trận đấu đến giờ. Mặc dù hàng chắn của Bộ Tư lệnh Thông tin đã bám chắn khá tốt, tuy nhiên hiệu suất ghi điểm của Trà My là tương đối ấn tượng. Hai một cho Bộ Tư lệnh Thông tin. Tài đã bắt lỗi chạm lưới của hàng chắn bên phía Bộ Tư lệnh Thông tin. Tỷ số là 2-2. Của Mỹ Duyên. 3-2 cho các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin. Vẫn lại là Trà My ở vị trí số 2. 3-3 rồi. Điểm của Ngọc Hoa, chị đang chơi phụ công, không cần mạnh, tuy nhiên rất hiểm. Ngọc Hoa đã chọn đúng khoảng trống phòng ngự của Bộ Tư lệnh Thông tin. Kinh nghiệm trận mạc đã được Ngọc Hoa phát huy. Tỷ số là 4-4. Khánh Vy. Hai bên vừa cống hiến những pha bóng rất đẹp mắt và cuối cùng phần thắng đã thuộc về VTV Bình Điền Long An. 5-4 rồi. Pha điểm tốt, 5-5.
Đúng là những pha dứt điểm như vừa rồi của Thanh Thúy thì là không thể cản phá. 6 năm cho VTV Bình Điền Long An. Tiếp tục là Thanh Thúy, 7 năm, gần như là mỗi lần Thanh Thúy bật lên là có điểm cho Long An. Thắng chắn của các cô gái, bộ tư lệnh thông tin cũng biết như vậy nhưng không có cách nào chắn hiệu quả những pha dứt điểm của Thanh Thúy. Lại là Thanh Thúy, 8 năm rồi. Ngọc Hoa thì lo chắn bóng phòng ngự, còn Thanh Thúy thì lo dứt điểm. Một hình ảnh rất đẹp trong đội hình của VTV Bình Điền Long An. Một đội hình có thể nói là hai thế hệ. Lần này thì bóng đã chạm hàng chắn của VTV Bình Điền Long An ra ngoài. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-8. Và dứt điểm của số 7 Nguyễn Anh. Tiếp tục là Thanh Thúy, 9-6 rồi. Đấu thì các cô gái VTV Bình Điền Long An đã mắc khá nhiều lỗi phát bóng hỏng. Và điểm nhanh của số 7 bên phía VTV Bình Điền Long An đó là Mỹ Duyên. Trong khi hàng chắn của các cô gái một đội tuyển tìm còn chưa phán đoán được nên ngăn chặn Thanh Thúy hay là Mỹ Duyên đây, thì hay là số 1 Trà My đây, thì Mỹ Duyên đã lên tiếng. Bóng đã chạm hàng chắn của VTV Bình Điền Long An ra ngoài. Và dứt điểm của số 7 Nguyễn Thị Phương. Chắn của Bình Điền Long An đang chơi rất tốt. Phải đến pha dứt điểm thứ tư thì các cô gái đội tuyển tin mới thành công.
và dứt điểm của Việt Hương. Và chán bóng tốt, 12-9 rồi. Đổi một điểm cho các cô gái bộ đội đồng tin 10-12. Bóng đã đi ra ngoài. Tỷ số tiếp tục được rút ngắn xuống 11-12. Và điểm của Khánh Vy. Tỷ số là 12-12. Trọng tài đã bắt lỗi vị trí của các cầu thủ VTV Bình Điền Long An. Ngay sau khi sàn mà cách biệt thì Nguyễn Thị Phương đã có một pha giao bóng hỏng. Rất tiếc cho các cô gái bộ tư lệnh tự tin. Tỷ số là 13-13. Tiếp tục là Thanh Thúy, 14-13 cho VTV Bình Điền Long An. Trong những hiệp đấu trước thì mỗi khi đội nhà gặp khó khăn thì Thanh Thúy luôn lên tiếng đúng lúc đúng chỗ. Tiếp tục là Thanh Thúy rồi, 15-13 cho VTV Bình Điền Đông An. Bàn luyện của VTV Bình Điền Đông An rất muốn tạo ra cách biệt an toàn ở thời điểm rất nhạy cảm của hiệp thi đấu thứ ba này. Chính vậy mà trong những pha tấn công vừa qua thì bóng liên tục được nhồi cho Thanh Thúy. Vẫn là Thanh Thúy, 16-13. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gần á. Bùi Thị Nga vừa ghi điểm cho các cô gái Bộ Đại Đội Tin 14-16. Vẫn là cái tên quen thuộc, Thanh Thúy 17-14. Trà My đã được ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An tung vào sân. Chị sẽ chia lửa với Thanh Thúy. Và cái điểm không tốt của số 18 Kiều Trinh. 18-14 rồi. Tại mùa giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2021 thì rất tiếc là ở giai đoạn lượt về, các cô gái VTV Bình Điền Long An có nhiều ca dương tính với Covid-19. Chính vậy mà đội bóng này đã không tham dự vòng 2. Với những gì đã thể hiện thì rõ ràng VTV Bình Điền Long An là một sự thách thức lớn đối với Bộ Tư lệnh Thông tin trong việc bảo vệ chức vô địch mà họ giành được năm 2021. Bóng đi ra ngoài, 19-14. Tiếp tục là Kiều Trinh. Thêm một điểm nữa cho các cô gái VTV Bình Điền Long An. 20-14 rồi. Quả bóng rất nhanh của Trà My. Chồng sao đó, chồng sao đó. Lần này thì Kiều Trinh đã ghi điểm ở vị trí số 4. 15-20. Một pha gõ bóng của Kiều Trinh. Điểm của Trà My, 21-15 rồi. Cứ duy trì phong độ ổn định như này thì các cô gái VTV Bình Điền Long An sẽ giành chức vô địch giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư năm nay. Có điểm cho các cô gái tin. Những nỗ lực cứu bóng tuyệt vời và sau đó là ghi điểm của các cô gái Bình Điền Long An. Ok,
22-16 rồi. Điểm của Nguyễn Thị Hoa 23-17 nghiêng về VTV Bình Định Long An. Trọng tài bắt lỗi vị trí của các cô gái VTV Bình Định Long An. Pha bỏ giò tốt 2-4 rồi. 24-18. Điểm match point cho các cô gái VTV Bình Định Long An. Chính xác là điểm 100 point, điểm vô địch tại cúp Hoa Lư năm nay. Pha bỏ nhỏ của Việt Hương 19-24. Thành Thùy đã vào sân rồi. Một cái kết đẹp đó là Thành Thùy sẽ là người dứt điểm chốt hạ trận đấu này. Không phải, một pha tự đá bóng hỏng. Như vậy 25-19, chức vô địch cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 16 năm 2022 đã thuộc về các cô gái VTV Bình Long An. Một chức vô địch rất xứng đáng với những gì mà các cô gái Bình Điền Long An đã thể hiện tại giải Hoa Lư năm nay. Buổi giao thuật trực tiếp của chúng tôi, trận chung kết nội dung nữ giữa VTV Bình Điền Long An gặp Bộ Điện Thông Tin đến đây là hết. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào trận chung kết nam giữa Tràng An Ninh Bình gặp Biên Phòng. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.